Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chơi. Mời bạn về ghế khiêu chiến. Ba vị giám khảo ở đây, mỗi người sẽ lựa chọn cho Trấn Thành một cái đề. Và xin mời thầy Phong cũng sẽ lựa chọn cho Trấn Thành một đề để làm đề thi cho bạn. Chúng tôi có bốn loại đề. Đầu tiên là phường thuộc thị xã trực thuộc tỉnh. Đề B là phường thuộc thành phố thuộc tỉnh. Đề C là phường thuộc thành phố trung ương. Và D là thị trấn thuộc tỉnh. Với thử thách mới lạ mang tính đánh đố cao, mỗi giám khảo sẽ dùng tiêu chí gì để chọn đề thi lần này cho trọng trí? Đứng lựa thôi mà cũng thấy nhiều nữa đó. Mì ba miền tôm chua cay bảy nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Sting vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Nguyên tóc tiên là làm cho mười mấy rồi thì mình cảm thấy thương cậu. Đến với siêu trí tuệ mùa 2 này rồi thì kỳ vọng của chúng tôi lớn hơn rất là nhiều. Bởi vì nếu như tôi không tự đặt ra kỳ vọng thì chúng tôi sẽ không thể nào làm hài lòng tất cả quý vị khán giả được. Quý vị khán giả sẽ không cảm thấy thuyết phục với những phần thi. Vì vậy mà bản thân chúng tôi phải gọi là chịu tiếng là làm khó các bạn thí sinh đôi chút. Vì nếu như các bạn chiến thắng thì cái điều đó nó mới thuyết phục, thì siêu trí tuệ mùa 2 nó mới thực sự bùng nổ. Mình chọn cái này nè. Và bây giờ đề thi đã được chọn. Nhà báo Lại Văn Sâm chọn thị xã Phú Thọ, Wowy chọn thành phố Hà Tiên, Tóc Tiên chọn quận Thủ Đức. Kèn bên chọn quận Thủ Đức là cũng có cái suy tính của Tiên trong đó, là bởi vì á bây giờ Chí không thích những con đường ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng có thể là Chí cũng sẽ không quá hứng thú với những phường xã ở thành phố Hồ Chí Minh thì sao. Và cái quan trọng nhất là quận Thủ Đức dân cư rất là đông đúc, cái độ gây nhiễu nó rất là đủ để mà gọi là thử thách bạn ấy. Và ủa cái gì vậy? Thầy chọn huyện Eka. Mời em bắt đầu. Với 4 đề thi của ban giám khảo, trọng trí phải đi tìm 23 trong hơn 2.300 tấm hình bản đồ được bày biện trên sân khấu. Đây là một áp lực không hề nhỏ dành cho tuyển thủ ngay lúc này. Để tìm được hết tất cả những dữ liệu mà ban giám khảo yêu cầu, buộc là mình phải nhìn qua hết tất cả 2.319 tấm ảnh thì mình mới có thể lấy đầy đủ. Ở trên sân khấu thì khi mà treo các cái bức ảnh này, treo lộn xộn, ứng viên quản trọng trí của chúng ta là phải xác định được là đâu là hướng Bắc, đâu là hướng Nam. Điều đấy cũng rất là khó. Nếu như quý vị quan sát thì đây, những người thường thì không thể nào hiểu được là nó ở đâu, vì nó cứ chi chít, nó cũng chỉ là những con đường và những cái nhà, cái cửa như thế này thôi, làm sao hiểu được. Thế mà ở đây là 2.000 mấy bức ảnh thưa quý vị. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 chỉ có trên HTV2 V-Channel lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Đón xem Bé Vui Bùng Vĩ lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần chỉ có trên HTV2 V-Channel. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 20 giờ từ ngày 21 tháng 11. Chu Beauty vẻ đẹp đích thực phát sóng độc quyền trên Vion 23 giờ thứ tư và thứ năm hàng tuần.